Đây là rất nhiều cái mảnh thành thùng mà sau khi cái quy định về tải trọng đối với xe tải, xe ben được siết chặt thì rất là nhiều anh em, các bác khách hàng của em là đến đây để cắt đi cái phần thùng đã cơi lên từ trước đó. Và liệu khi cắt đi như thế này thì chiếc xe ben 4 chân 5 chân có còn hiệu quả về mặt kinh tế? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác cái dòng xe móc ben Fuxi nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Móc ben Fuxi thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với tải trọng là hơn 28 tấn và thể tích thùng ben chuyên chở lên đến 23,5 khối. Thì hiện móc Fuxi đang có khối lượng chuyên chở ở mức phổ thông so với thị trường. Thế nhưng móc ben Fuxi được thiết kế dày hơn với chiều dày thùng lên đến là 5 ly và đáy thùng dày lên đến là 6 ly, khiến xe chắc chắn hơn, không bị cong vênh, móc méo hay phình thùng như các loại móc mỏng khác trên thị trường. Các bác có thể thắc mắc là tại sao thùng lại thiếu đi những cái thanh tăng cứng, những cái thanh bo được hàn ở hai bên sườn thùng phải không ạ? Với cái độ dày lên đến 5 ly, vật liệu là thép cường độ cao thì không cần đến những cái thanh bo sườn này. Nhưng nếu bác nào cẩn thận hơn thì có thể về gia cố thêm, hàn thêm những cái thanh bo tăng cứng này. Móc ben Fuxi thì thiết kế dựa trên tiêu chí là thành thùng và đáy thùng phải thật sự dày để các bác có thể về chở quá tải, nhưng mà vẫn phải đạt được cái số khối đảm bảo như các hãng khác. Tất cả ba trục với độ chịu tải lên đến 13 tấn và chân chống của móc được cung cấp bởi hãng Fuwa, là cái hãng trục hàng đầu Trung Quốc mà hầu hết các cái hãng móc lớn đều sử dụng. Dàn lốp mà Fuxi trang bị là lốp 12 bộ thép. Lốp lớn thì có thể trong quá trình vận hành ở công trường, bãi san lấp, móc có thể vật lầy tốt hơn so với những loại lốp 11. Móc được trang bị lên đến 10 lá nhíp cho mỗi điểm để các bác có thể chạy quá tải. Đặc biệt là móc ben Fuxi có thiết kế 4 thanh dầm dọc theo đáy thùng ôm lấy 2 dầm sassi chính, tạo thành 2 cái rãnh ăn khớp. 2 cái rãnh này trở thành cái ngàm giữ cho thùng vững chắc hơn, ổn định hơn. Khi móc chạy thì ổn định hơn và gặp những cái địa hình khó, tải nặng, thùng sẽ không có xu hướng lắc hay là xô dịch. Thiết kế này khá hay mà chưa nhiều hãng áp dụng. Ngoài ra thì phụ kiện đi kèm của móc ben Fuxi gồm hộp đồ thì làm bằng inox chống rỉ, cực kỳ sạch sẽ khi các bác để đồ. Thanh an toàn cũng được làm bằng nhôm chống rỉ. Chúng ta có một lốp dự phòng cũng là lốp 12 bộ thép như cái dàn lốp theo xe. Tổng kết lại thì chúng ta có một chiếc móc ben Fuxi dày dặn với thành 5 ly, đáy 6 ly, thiết kế xương thùng chắc chắn, ổn định. Dàn lốp khủng kích cỡ là 12 bộ thép với số lá nhíp là 10, cho phép mà chạy mọi địa hình, chạy quá tải. Thùng đồ làm bằng inox chống han rỉ mà giá chỉ ngang ngửa với những cái hãng có cấu hình thấp hơn trên thị trường. Bác nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật hay thông tin về giá cả cũng như là những thủ tục ngân hàng để mang chiếc móc này về, xin liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.